nhíp ảnh gia rất là nổi tiếng có trụ sở tại Hồng Kông. Nhưng quý vị cũng biết trong cái thời Covid vừa rồi năm 2020 thì cái điều này rất là khó khăn cho những nhà nhiếp ảnh gia thưa quý vị. Từ vì họ không có travel, họ không có đi du lịch để mà đi săn ảnh được. Thì nhà nhiếp ảnh gia này rất là có một cái ý tưởng rất là sáng tạo. Anh ta đã tạo ra những cái bức hình, những cái 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 khu tích lịch sử những cái nơi du lịch mà anh ta đã đi qua trên cái bàn ăn ở nhà của mình như quý vị cũng thấy rằng đây là một trong những nhiếp ảnh gia tên của anh ta là Ricci thì anh ta đã tái tạo những cái địa danh nổi tiếng ở trên cái bàn ăn của mình như quý vị cũng thấy anh ta dùng vật dụng của gia đình dùng tất cả những thứ ở trong gia đình và có một cái sự sáng tạo rất là lớn và si là một du khách um, là một trong những du khách rất là cuồng nhiệt anh ta thích chụp ảnh phong cảnh À, và rồi đi khắp đi khắp nơi trên toàn thế giới để săn ảnh những cái bức ảnh nổi tiếng thì cái đoạt phim đầu tiên của năm 2020 anh ta đã, đã thu nhỏ cái phong cảnh có từ đệ là đi nhà của tôi ông ta đã sử dụng các vật dụng trong gia đình để tạo ra các kịch bản và tưởng tượng khác nhau với nhân vật chính trong lego của mình như quý vị cũng thấy ở trên màn ảnh đó và lần này si đã thực hiện tái tạo các địa danh và địa điểm thật sự những địa điểm mà anh ấy đi du lịch cho chính mình kết hợp với tình yêu của mình đối với nhiếp ảnh phong cảnh tiểu cảnh ông đặt tên cho loạt bài là điểm du lịch trên bàn của tôi và đây là một trong những hàng loạt các bức ảnh mà người uh, của C đã tạo ra trên cái bàn mà quý vị thấy nó y chang lại đi lên những cái thắng cảnh du lịch như vậy và cảnh đầu tiên anh ta tái tạo đó là những cái hành lang của uh, hành lang tuyết ở Tajemelia ở Nhật Bản và đã sử dụng hai gói giấy A4 để đại diện cho các bức tường tuyết và nhóm du khách được thu nhỏ như quý vị cũng thấy ở trên màn hình đây là những du khách và đây là hai cái miếng giấy A4 này thưa quý vị mà cái miếng giấy này tạo ra như là tuyết vậy đó và anh ta đã chụp lại và nhiếp ảnh ra cho thấy ở từ nhà mình và anh ta có những cái nút chai dùng cái nút chai để làm cái đầu người và những cái dây để là buộc tóc và làm anh ta rất là sáng tạo, rất là đẹp thưa quý vị. Và cái bức ảnh thứ hai và những cái bức ảnh đây là một trong những cái bức ảnh mà anh ta đã tái tạo và trên toàn thế giới và tạo Si đã tạo ra gần 300 bức ảnh và cả thế giới hư cấu và tái hiện lại những cái địa điểm thật sự mà anh ta đã đi qua và anh ta đã dùng đàn dùng cái loại đèn LED để mà thiết lập và tạo ra cái ánh sáng rất là đẹp và hiện tại đây là một trong những cái bức ảnh như cho thấy là anh ta đã tái tạo thư quý vị ở trên bàn của anh ta mình nhìn chụp vô y chang là thật mà những nơi đã anh ta đã đi qua và đây là trong những cái bức ảnh và đây là những cái hình người mà anh ta đã tạo ra thư quý vị và tất cả những cái nơi mà si đi qua ở trên toàn thế giới thì anh ta tạo ra trên cái bàn ăn của mình